Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Cuối cùng, thì ta cũng đã chế tạo thành công rồi. Cuối cùng thì mình cũng đã thành công rồi mấy bạn ơi. Ba mẹ ơi, con thành công rồi. Phải xuống dưới khoe với mọi người trong team mới được. Xuống dưới khoe. À, chắc là mấy bạn chưa biết là mình đang nói là mình đã chế tạo thành công cái gì đúng không? Bây giờ mình sẽ xuống dưới và mình khoe cho các bạn coi nè. Đây đây đây. Ủa mọi người kìa, Anh em ơi, tập trung. Tập trung. Ủa, đây đây. Tôi có tin vui. Trời ơi. Nè. Như mọi người cũng đã biết á thì trong team bọn mình là có 8 người đúng không? Thì chắc là những bạn nào xem video của mình thì chắc bạn cũng biết rằng là trong team của mình hiện tại đang có 8 người đúng không? Thì có là mình nè, anh Mr. Dịch nè, Sammy nè, Simmy với lại là Siro là có thể biến hình siêu nhân tứ trụ được. Còn 3 người còn lại là Kairon với lại là Kamui và Mimi thì không biến hình siêu nhân tứ trụ được. Cho nên á là có rất là nhiều bạn bảo mình là anh ơi, anh hãy chế tạo vũ khí biến hình cho 3 người còn lại đi để cho đủ 8 siêu nhân luôn đó. Cho nên là mình nghe khá là hợp lý. Với lại á là 5 người á thì bọn mình không thể nào mà có thể đánh lại bọn quái vật gọi là rất là đông ngoài kia được. Phải cần có 8 người thì bọn mình mới đủ người để có thể chiến đấu với bọn quái vật mấy bạn ơi. Cho nên hôm nay mình đã làm theo ý mấy bạn, mình đã chế tạo vũ khí cho 3 người còn lại nè. À ok. Bây giờ 3 người còn lại tập hợp. Đúng rồi, chị có vũ khí á nha. Ghê không? Tập hợp. À ở đây đầu tiên nè thì em nghĩ là người đầu tiên thì chắc chắn sẽ là Kairon rồi. Chính hiệu cây đau hôm bữa không? Đây chính là cây đau hôm bữa. Ừ thì cái này là cây đau hôm bữa nhưng mà tôi đã gắn cho nó vào một cái con chip có thể giúp cho cây biến hình siêu nhân, tạo ra bộ giáp siêu mạnh, ghê không? Ôi nhìn cây không đâu. Rồi ok không? Nè nè thử đi. Cũng tới rồi mọi người. Rồi ok. Bây giờ nè mình chỉ cây biến hình nè, bây giờ cây cầm cái kiếm không? Xong cây nhảy lên cái kiểu hơi siêu nhân hero biến hình là tự động biến thành siêu nhân, hiểu không? Ủa gì siêu nhân hero không phải siêu nhân tứ trụ à? Không, bây giờ bọn mình là tứ trụ thì chỉ có 4 người thôi, bây giờ bọn mình tập hợp 8 người thì phải gọi là siêu nhân hero chứ, hiểu không? Ờ à, hợp lý rồi. Ok rồi. Rồi. 3 2 1 siêu nhân hero biến hình. Oh my god. Trời ơi, cái bộ đồ siêu nhân của Kai ngầu quá Kai ơi. Ủa mà khoan, hình như có gì đó nó khác các bạn ơi. Ủa? Cái bộ đồ tôi nhìn thì y hệt á nhưng mà hình như là có một cái điểm nào đó nhìn khác bạn ơi. Ơi mấy bạn ơi, mấy bạn có nhận ra bộ đồ của Kairon á, 3 siêu nhân còn lại á nhìn có khác gì gọi là 5 siêu nhân đầy đầu á bạn, chứ mình thấy bộ đồ của Kai hình như có điểm nào đó khác á. Mấy bạn thấy khác chỗ nào nhớ bình luận cho mình biết nha. Ờ nhưng mà không sao, nói chung là cũng rất là đẹp luôn. Thì Kairon đã biến thành siêu nhân đỏ rồi nè. Trời ơi, cảm ơn ông, cuối cùng ngày này cũng đã tới rồi. Yên tâm, trời có tôi ở đây thì tôi sẽ luôn gọi là sao ta, giúp đỡ tất cả mọi người, không chừa một ai hết. Hỏi bạn ơi, mọi người tránh ra còn tôi. Lúc nhỏ mấy bạn coi phim siêu nhân á, mấy bạn có thấy thích siêu nhân nào nhất? Riêng Phong á nha, là Phong thích nhất là siêu nhân đỏ luôn á, nhưng mà không hiểu sao lớn lên Phong lại làm siêu nhân xanh. Buồn quá. Thôi không sao cả, không sao cả. Nói chung á thì Kairon cũng đã biết hành siêu nhân rồi nè. Bây giờ Kairon thử sử dụng vũ khí của Kairon coi. Bây giờ tôi kiếm cái con quái vật nào không cho Kairon thử sử dụng vũ khí coi. Cầu đây có anh cầu nè. À đây. Tôi thấy bọn mình có nguyên. Ê, tính ra ông nào bà nào ra ngoài không chịu đóng chuồng cừu này. Nó ra quá. Ai vô văn quá vậy? Trời, ai vô văn quá mà không chịu đóng chuồng cừu em. Heo cừu nó chạy hoài hết rồi kìa trời. Rồi ok, bây giờ nè, Kairon nè, Kairon giúp tôi nha. Bây giờ là tôi, mọi người né xa ra coi chừng bị quýnh á, tại cái kiếm Kairon mạnh lắm. Bây giờ Kairon hãy sử dụng vũ khí Kairon và chém thử một cái con gà đi. Chém thử con gà cho nó đỡ phí. Ok. Rồi ok, đây được rồi, chém rồi. Mọi người tránh xa ra mọi người, để chém con gà. Đây, tránh xa ra mọi người ơi. Tránh xa. 2 1 cái gì mà yếu xìu vậy ông nội, chém mạnh lên xíu coi, cái gì mà chém yếu xìu. Mọi người né mọi người né. Ok rồi. Hay gì đó, bây giờ mình đánh con gà này nè. Gà không chết luôn á, gà nó có gì vậy? Ok, chém gà cái gì không bị gì vậy? Lại coi. Sakaron quýnh cho con gà bé tí tẹo, quýnh nãy giờ không được cái cây. Trời ơi. Kẹo xong cái cậu không biết là con gà luôn mọi chết người. Rồi bạn ơi, vậy là Kairon vẫn chưa thể nào có thể kiểm soát được sức mạnh của cái vũ khí này. Mấy bạn biết không, vũ khí của Kairon á là một vũ khí được kết tinh từ lửa, cho nên á là có thể gọi là sử dụng được tuyệt chiêu bắn ra lửa. Nhưng mà có lẽ là Kairon vẫn chưa kiểm soát được sức mạnh của nó, cho nên Kairon còn hơi yếu, chỉ có thể quýnh bình thường được thôi các bạn ơi. Thôi được rồi, người tiếp theo nè chắc là sẽ là Mimi đi. Ok thôi mọi người đi ra ngoài mọi người ơi, trong chuồng bò thú quá
ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài. Trời ơi, thua quá, thua quá. Quay ngoài đây, ngoài đây. Đi ra ngoài giờ đóng cửa nha, không thì mất bò mất kiều đó. Ok, bây giờ là người tiếp theo sẽ là Mimi nha các bạn nha. Tính ra là Mimi là người cuối cùng vào trong team đó các bạn. Mà không hiểu sao Mimi lại là người được vũ khí trước cả Camui luôn các bạn ơi, kỳ ha. Ok, hồi bây giờ nè, Mimi cầm vũ khí của mình đi. Đó. Ủa, kiếm đẹp vậy. Đây, xin giới thiệu mọi người, vũ khí của Mimi chính là một thanh kiếm màu hồng rất là đẹp luôn. Bà đứng im cho tôi, cho mọi người xem cái được không? Bà nhảy tưng 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 hoài à. Đứng im coi. Đây à, mấy bạn xem nè, một cái cây kiếm rất là đẹp luôn nha. Ok. Bây giờ thì Mimi hãy biến hình cho mọi người xem nha Mimi. Được không? Ai Phong ơi, Phong ơi, Phong ơi, Phong ơi. Được đúng không? Sao anh? Mà Mimi sao bà biến hình được? Bà có nói gì đâu mà làm sao bà hô lên mày? Tôi hỏi luôn á. Ê mấy bạn ơi. Tính ra mỗi lần bọn mình biến hình á là bọn mình phải hô lên hey, siêu nhân tứ trụ hoặc là siêu nhân hero biến hình thì mới biến hình được. Còn Mimi, Mimi đâu có nói chuyện được đâu sao biến hình ta. Ừ ha, hình như có gì đó sai sai. Thôi bây giờ à đúng rồi, tôi nghĩ ra cách này hay nè. Bình thường nha, mà anh em mình biến hình chung với nhau á là một mình tôi hô thì tất cả mọi người đều biến hình chung hết. Cho nên bây giờ làm ơn có ai đó đứng ra hô dùm cho bả đi. Để tôi khổ quá. Okay. À, rồi, chuẩn bị nha. Rồi bây giờ nha. Biến hình đúng không? Rồi đúng bây giờ nè, Sammy mà kêu siêu nhân hero biến hình là Mimi nhảy lên là kích hoạt vũ khí nha. Ừ. Ok, rồi chuẩn bị nè. Siêu nhân hero biến hình. Wow, trời ơi mấy bạn ơi, bạn coi nè. Mimi biến thành siêu nhân hồng rồi nè các bạn ơi. Đâu đâu, đứng im coi tôi xem coi. Ồ, cái bộ giáp y hệt như bọn mình luôn mấy bạn ơi. Cái bộ giáp này đúng là bộ giáp siêu nhân nè. Đây, cái cây kiếm cũng là kiếm siêu nhân nè. Ủa mà khoan từ, sao cái bộ của Mimi hình như cũng thấy cái điểm nào đó sai sai khác khác bọn mình hay sao anh em ơi. Ủa, sao tôi thấy là bộ skin của Kairon với lại Mimi hình như là khác tôi với lại mọi người còn lại trong siêu nhân tứ trụ thì phải á. Khác chỗ nào vậy ta? Trời ơi, tôi không biết luôn á. Có bạn nào biết nhớ bình luận cho mình biết nha. Chứ mấy bạn quan, mấy bạn nhìn nè, mình thấy từ đầu đến cuối nhìn nó y hệt nhưng mà nó có một cái điểm nào đó sai sai thì phải. Thôi kệ đi. Nói chung là bây giờ là Mimi đã trở thành siêu nhân rồi đó. Bây giờ Mimi thử quýnh cái con gà này cho tôi coi coi. Quýnh đi. Để coi có mạnh hơn của Kai không? Tính ra là cái vũ khí của Mimi là bằng vũ khí của Kairon luôn. Kairon tính ra là cái cây kiếm của Kairon nó chỉ được cái là nó bự thôi chứ nó không làm được gì hết trơn cái cây. Trời ơi là trời. Trời đất ơi. Nè nè, cho tôi mượn cái cây kiếm tôi coi coi. Đây các bạn coi nè, cái cây kiếm của Kairon nè, nó to ơi là to luôn mà nó quýnh con gà mà cũng không chết được nữa, mà trong khi vũ khí của Mimi á là bé tí tẹo à mà có thể quýnh chết con gà luôn. Kairon phí phí quá. Kairon phí quá. Tính ra là cái cây này là bạn chế tạo của mình luôn không? Ha. Thôi để từ đi. Từ từ rồi Kairon luyện tập thì Kairon sẽ kiểm soát được sức mạnh của mình thôi bạn ơi. Ok, bây giờ nè, Mimi hãy thử gọi là sử dụng cái cây kiếm này biến hình cho tôi xem coi. À nhầm, không phải biến hình. Sử dụng cái cây kiếm này để gọi là sử dụng kỹ năng đặc biệt coi. Chiêu. Trời. Hay à. Trời ơi mấy bạn ơi. Sao Mimi bé xíu vậy? Mấy bạn ơi, bạn coi kìa, Mimi bé tí tẹo ấy, đừng có chạy trời. Trời ơi, như con chuột luôn kìa. Ôi ôi mấy bạn ơi, Mimi bé tí tẹo như con kiến luôn bạn, nhỏ hơn cả cái ngón chân của mình luôn các bạn. Trời trời, giờ mình đạp Mimi cái là Mimi bẹp dép như con tép luôn các bạn ơi. Đừng có làm nha. Em trời, đâu có làm đâu mà ông Siro với ông Dịch đang đạp kìa chị. Trời ơi, đạp khí thế vậy? Hai ông ác vừa thôi. Nè ây bây giờ da. Nha, tôi nói cho hai người biết nè, vũ khí của Mimi á có kỹ năng đặc biệt, đó chính là giúp cho Mimi trở thành người tí hon. Đó, nghe hấp dẫn không? Hay ta. Nhưng mà nha, bù lại nha, tí hon nhưng mà không phải yếu đi đâu nha, mà khi Mimi biến thành người tí hon thì sức mạnh của Mimi sẽ tăng mạnh theo cái gọi là độ nhỏ của Mimi. Chẳng hạn như là ví dụ như Mimi đang là một người bình thường đúng không, là sức mạnh của Mimi là 100% đúng không, Mimi chỉ cần thu nhỏ lại bé tí tẹo là sức mạnh của Mimi sẽ tăng lên 1000%, được không? Ghê em nói. Bây giờ nha, bây giờ là Mimi là biến thành teo nhỏ à, mọi người gọi là không tin là Mimi mạnh đúng không? Bây giờ nha, từ từ coi kiếm cái con gì. À đây, bên đây nó có con heo nè, đây để tôi. Bây giờ nha, tôi đem con heo qua nè, con heo nó to hơn Mimi rất là nhiều nha. Bây giờ mọi người coi Mimi tấn công con heo nè. Đó, tấn công đi Mimi. À, tấn công đây. Nhanh lên. Mimi thử đánh nó coi. Wow. Trời ơi. Một phát một thôi bạn ơi, một phát một chết luôn. Bây giờ là anh Dịch đứng ra cho Mimi quýnh thử. Wow, trời ơi mấy bạn ơi, bạn thấy chưa? Mặc dù là Mimi biến thành thu nhỏ, bé tí tẹo tè teo rồi, nhưng mà Mimi vẫn rất là mạnh luôn nha các bạn nha, cực kỳ mạnh luôn. Ok rồi, bây giờ là thưởng cho Mimi một ổ bánh mì nè. Đó, thưởng cho Mimi ổ bánh mì. Ok, rồi, tiếp theo, người tiếp theo còn ai ta, còn Camui đúng không? Tôi, người cuối cùng đây, chờ mãi đến giờ. Ê, chết rồi Mui ơi, em lỡ quên chế cho chị, giờ sao ta?
Em quỡ quên chế tạo cho chị rồi, giờ sao giờ? Hoặc là đưa cho chị, hoặc là bây giờ chị sẽ đấm em. Bây giờ em biến hình siêu nhân rồi, bộ giáp em cứng lắm, chị nhắm chị đấm em được không? Đấm được luôn, đấm mặt đó, em mặt em lúc là trả trứng. Trời ơi, đấm tôi gãy cái mắt kính của tôi sao mà nội. Ok, thôi được rồi, mệt quá đùa chị thôi. Bây giờ nè, các bạn chuẩn bị coi vũ khí của Camui này nha. Vũ khí của Camui là cái vũ khí đặc biệt nhất ở trong đây luôn nha các bạn. Các bạn biết tại sao đặc biệt không? Bây giờ các bạn xem nè, chuẩn bị nè. 3, 2, 1. Trời ơi. Mấy bạn thấy vũ khí của Camui chưa? Đây. What the hell? Bởi vì mình tính ra tôi lỡ tôi quay cái cây súng có mấy cái hả, tung chúng mọi người xong mọi người ngất xỉu hết trơn rồi. Ê anh em tỉnh dậy anh em. Em cầm cái súng đấy em không có vậy nó chứ. Sao mà dám ngồi dậy? Đây mọi người ơi. Tôi giới thiệu cho mọi người nha, vũ khí của Camui á là một cái vũ khí, là một cây súng được chế tạo bằng gọi là gì ta, mảnh vỡ của mặt trăng, kèm theo đó là một loại titan cực kỳ gọi là cứng ở trên thế giới này. Và sức mạnh của cây súng này á là nó có thể gọi là bắn được tia laser từ con gì ta, cái con gì, con boss trên mặt trăng á, mọi người nghe ghê không? Thôi cầm súng này không cần bắn đâu Phong, cứ cầm đập vào mặt quái vật nó tự chết rồi. Không anh bắn đâu. Không chắc anh luôn. Bắn nó mạnh hơn anh. Mà khoan nha, cái cây súng này của Camui các bạn thì có một sức mạnh, đó chính là có thể phá vỡ bất cứ cái block nào trên đời này. Bất cứ block nào có thể phá vỡ được hết luôn, nghe không? Đúng rồi. Mà với lại tại sao Camui biết, tại sao mà em gọi là tặng cho Camui cây súng to thế này không? Tại sao? Bởi vì là Camui là một người có gọi là cơ bắp cuồn cuộn, cho nên mình quyết định là mình tặng cho Camui cây súng này. Không à, không có biết đâu. Cơ bắp chị cuồn cuộn là để đấm vào mặt em đó em. Em giỡn thôi mà Camui. Cái gì mà ghê vậy? Ôi, Camui thùy mị nết na được chưa? Đó, mặc dù là bên ngoài nè. Cái súng thôi cái gì vậy? Mặc dù là bên ngoài các bạn có thể thấy là cây súng này nó rất là to đúng không? Nhưng khi vào bên trong bạn thấy cây súng nó sẽ nhỏ đi. Đó, cho nên là không lo là bị tung trúng mọi người đâu. Rồi bây giờ nè, Camui hãy sử dụng khẩu súng này và biến hình siêu nhân đi Mui. Rồi đi ra ngoài đây, đâu, ra ngoài đây. Bây giờ biến hình nào nhỉ? Bây giờ biến hình hả? Biến hình thì ôi trời, phải né né nè, cái cây súng này to quá, đập vô mặt em giờ. Bây giờ nha, Camui, trời cây súng nó to dễ sợ bạn ơi. Mệt dễ sợ. Bây giờ Camui à. Cầm cái súng còn cao hơn bả luôn á trời. Tính ra bà Camui bả lùng mà sao cái cây súng nó cao hơn bả luôn bạn ơi. Không sao chị. Trời, thôi thương. Chị cứ coi như cái khẩu súng này để tập tạ đi chị cầm một thời gian chị sẽ cao lên hiểu không? Rồi ok. Bây giờ Camui hãy hô lên siêu nhân tức à không nhầm, siêu nhân hero biến hình. Sau đó nhảy lên cái là Camui sẽ biến thành siêu nhân đó Mui ơi. Đó. Siêu nhân hero biến hình. Wow. Trời ơi. Camui biến thành. Ok từ từ. Camui đừng. Camui đừng. Đừng có quay vòng tròn nữa, cái súng của bà to quá. Đây đây. Bây giờ mình nói chuyện Camui. Bây giờ mình nói chuyện với Camui, mình phải nằm xuống nha các bạn nha. Nằm xuống. Ok. Rồi nằm xuống. Mui ơi. Ơi Mui ơi, cái vũ khí của Camui giúp cho Camui biến thành bộ giáp siêu nhân màu xanh kìa. Chị đứng im nha, coi chừng cây súng nó đập vô đầu em á. Đây em coi coi. Đây các bạn coi nè, đây. Như các bạn đang thấy thì bộ giáp của Camui cũng y hệt như là siêu nhân tứ trụ thôi, chỉ khác có một chỗ là sẽ là có màu xanh lá cây nha các bạn nha. Bộ Kairon thì sẽ có màu đỏ, còn bộ của Mimi thì sẽ có màu hồng nha các bạn nha. Đấy, mỗi người một màu. Bây giờ nè, Camui đã biến thành siêu nhân rồi. Ủa mà hình như Camui cũng có điểm khác một mình. Thôi, được rồi, kệ đi, để cho mấy bạn fan đoán thử coi là khác chỗ nào nha các bạn nha. Ok. Bây giờ nè, Mui đã rồi biến thành siêu nhân rồi. Mui cảm thấy cây súng này nhẹ hơn không? Em mà tính ra cầm nó thì chả có cảm giác gì luôn á, như cầm cái kiểu mấy cái quả táo hoặc là cái gì đó bình thường thôi à. Đúng rồi. Tại vì khi Camui biến thành siêu nhân thì tất nhiên sức mạnh của Camui phải tăng chứ sao. Bây giờ nè Camui theo em, bây giờ thử kiếm cái gì đó để cho Camui thử. À đây, có cái kiếm gì? Đây, ở chỗ này là có cái phi thuyền nè. Bây giờ Camui đứng xa ra, Camui thử bắn cái phi thuyền này luôn. Mọi người đứng xa. Đứng xa. Đứng xa. Anh em chị em tránh ra nha. Mọi người tránh ra nè. Tránh ra. Có chừng bắn chúng mọi người. Ok, bắn đi chị. Cái gì đấy? Trời ơi, mấy bạn ơi, mình tưởng là Camui yếu lắm. Tại vì nãy mình thấy Camui bắn vô phi thuyền mà phi thuyền không bị sao hết. Tự nhiên chiu cái phi thuyền nó nổ luôn. Trời ơi, trời, ghê thiệt. Thôi nhưng mà vẫn còn yếu quá, chưa thấy được sức mạnh. Bây giờ thử bắn. Muốn thử đúng không? Phong tránh ra. Rồi, tránh ra. Trời. Ai bà nội, tính ra bà ép vừa thôi sao bà bắn ông dịch chết queo vậy? Trời ơi, ông dịch nằm mất mặt luôn. Bây giờ em chỉ nè, bây giờ có một cách này rất là test hay nè, đó chính là mặt đất, thấy không? Đất rất là cứng.
Cho nên bây giờ chị thử gọi là bắn cái súng này xuống dưới đất coi. Thử đi. Xuống dưới đất luôn, xuống chỗ chị đang đứng luôn nhá. Đúng rồi, đúng rồi. Bắn đi. Ok, hay. Ta. Ôi cái gì? Trời đất ơi. Ôi, sức công phá của nó lớn luôn á. Trời ơi bạn ơi, mà bắn xuống đất cái lũng nguyên cái lỗ to chù dù luôn, ghê thiệt. Cái gì mà ghê quá vậy Camui? Wow, tính ra bạn là vũ khí của Camui, có thể nói là vũ khí đặc biệt nhất và mạnh nhất ở trong gọi là ba người còn lại luôn các bạn ơi. Wow, ghê thiệt Camui. Camui ơi. Giờ sao lên? Giờ sao lên chị? À thôi, ở dưới đó đi chị, giờ còn cách nào lên nữa đâu. Ok bạn ơi, thì các bạn thấy vũ khí của ba người này có xịn hay không nào, nhớ bình luận cho mình biết nha. Chứ mình thấy vũ khí ba người này xịn nha các bạn ơi. Ủa cái gì kìa? Ủa? Ờ anh em ơi, ở đâu ra hả? một cái con kiều bị đột biến vậy? Ủa sao lại? Ủa? Sao siêu cưỡi có cừu gì to vậy? Ủa? Trời ơi mấy bạn ơi, mấy bạn thấy không? Do là cái thế giới này là thế giới zombie, các bạn có rất là nhiều loài động vật bị đột biến. Cho nên á, các bạn thấy không, là tự nhiên cái con cừu đang bình thường thì nó biến to lên khổng lồ luôn bạn ơi. Ông khoan từ, mình thấy con cừu này quen quen. Có khi nào do ông dịch biến có con kiểu to lên không? Như dịch là, mà như dịch là. À trời ơi, dịch này nghịch quá nha anh. Anh làm ơn đi, lúc mà bọn mình đánh nhau quái vật á là anh biến đồng đội to lên. Chứ anh đừng có biến cho quái vật nó to lên nha. Đúng rồi, là coi như là coi như là toan á anh ơi. Ok, ơi bà cái môi bá lên đi. Lên được rồi em ơi. Ghê thiệt, đó bạn thấy không, vũ khí Camui rất là mạnh luôn nha. Bây Phong giờ ơi. Sao anh? Bố anh hư rồi Phong ơi. Lấy anh test mấy lần nữa anh không biến to được mà. Không sao đâu anh không biến to được. Thì mấy mốt anh tập luyện lại thôi. Tại lâu quá dịch cũng chưa sử dụng cái vũ khí. Bố anh hư rồi, anh nhìn em nè mọi người đừng sai là anh đứng một mình một chỗ nè. Trời đất ơi. Bây giờ Camui biến to này mà Camui cầm thêm cái súng này. Cái gì? Súng cái gì? Ơi khoan. Hợp lý. Bây giờ mà Camui biến to rồi mà cái súng của Camui nó cũng to theo. Trời ơi, trời nó bự bằng ngôi nhà luôn các bạn. Thôi trời ơi, tới biến bọn em nhỏ lại đi. Camui bằng cái súng cái bà san bằng cái làng mình luôn á. Thôi bất tiện quá, biến em nhỏ lại mọi người á. Mấy bạn ơi, bây giờ thì Hero Team bọn mình đã tập hợp đủ 8 người rồi. Và ai cũng đã có vũ khí để biến hình siêu nhân rồi. Mình nghĩ đã đến lúc Hero Team bọn mình phải tiêu diệt hết bọn quái vật để đem lại bình yên cho ngôi làng này. Mọi người thấy tôi nói có đúng không nào? Đúng, đúng không? Vậy thì bây giờ anh em đã sẵn sàng cùng tôi đi tiêu diệt bọn quái vật chưa? Sẵn sàng rồi đúng không? Ê, tôi mới vừa nghe ai, ông nào kêu chưa đó? Ai, ông nào? Ai, chưa nè. Này thì chưa này. Trời ơi, tinh thần đồng đội ở đâu hả Kai? Tại sao Kai lại làm như vậy? Bây giờ nè, Kai đã sẵn sàng chưa? Giờ ông ngon nói chưa cái Kai ơi? Rồi đúng không? Ok, bây giờ anh em hãy cùng nhau lấy vũ khí của anh em ra nào. Ôi, lấy vũ khí ra anh em. Ôi, đừng chạy vào vũ khí quá. Trời ơi, đứng chung với bà Mui à, em cảm thấy vũ khí của em nó nhỏ bé quá vậy đây. Ở trong thì to quá, chắc làm sao chế cho bà ấy khác đi. Trời ơi, ra ngoài để tôi đứng ra ngoài, để tôi đứng ra ngoài. Lui lại chị. Rồi ok, bây giờ này dịch đi vô trong. Rồi ok. Đó. Rồi dịch lấy vũ khí đó dịch. Rồi ok, bây giờ anh em có thể thấy rằng là Hero Team bọn mình đã tập hợp đầy đủ và ai cũng có vũ khí. Ở sao mày, vũ khí của bà đâu? Chưa đưa. Ừ ha, tính ra mình quên mất là vũ khí của Sammy. Sammy đưa mình để mình sửa chữa lại cho Sam, mình chưa đưa bạn ơi. Ơ xin lỗi nha, tôi lên tôi lấy lại trời. Tào lao quá rồi. Thôi Sam ơi, hay bà cầm đỡ cái đùi gà được không? Ông bị điên không? À vậy thôi tôi lên tôi lấy cho. One eternity later. Đây nè Sam ơi, trời cây đại liên của bà nặng quá. Nè của bà nè. Trời ơi, cái đại liên yêu thích của tôi. Trời ơi bạn ơi, hài luôn á. Tính ra cái cây súng của bà Camui nhìn nó to thôi, nhưng mà thật ra nó không có nặng bằng cái cây đại liên của Sammy luôn các bạn. Nặng ơi nặng luôn á. Ok thôi rồi, tập trung nào mọi người ơi. Vậy là bây giờ Hero Team bọn mình ai cũng đã có vũ khí, ai cũng đã có giáp siêu nhân, và đặc biệt hơn nữa là Hero Team bọn mình đã tập hợp đủ 8 người, bao gồm Simmy, Mimi, Siro, Sammy, Phong Cận, Kairon, Mr. Dịch và Camui, đã đầy đủ 8 người rồi. Như vậy có nghĩa là Hero Team bọn mình đã có thể tập trung hết tất cả sức mạnh lại rồi. Ok, bây giờ bọn mình sẽ đi tiêu diệt hết tất cả bọn quái vật ở ngoài kia để lấy lại sự bình yên cho ngôi làng Hero Team yêu dấu của chúng ta. Mọi người có đồng ý không nào? Đồng ý đúng không nào? Vậy thì còn chần chờ như thế nào? Anh em chúng ta cùng nhau biến hình thôi. Hey, siêu nhân Hero biến hình. Ha! Hey!
Ok mọi người ơi, vậy là bây giờ siêu nhân Hero bọn mình đã gọi là biến hình siêu nhân hết rồi. Anh em thấy bọn mình cũng ngầu không nào? Trời ơi, nhìn bọn mình ngầu quá anh em ơi. Ai cũng có áo giáp hết trơn và ai cũng có vũ khí xịn hết trơn á. Bây giờ thì còn chần chờ thế nào? Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài kia và tiêu diệt bọn quái vật ở ngoài kia thế nào anh em ơi? Được rồi, bây giờ Sammy bấm nút mở cửa đi nào. Anh em chúng ta cùng nhau